Theo chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội bước vào đợt 2 của kỳ họp nhằm tập trung thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát và giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau đó, các thành viên chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch năm. Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp tháo gỡ, xử lý. Tính đến hết tháng 10 năm nay, cả nước chỉ mới giải ngân được khoảng 401.800 tỷ đồng, tương đương 56,74% kế hoạch được Thủ tướng giao. Trong đó, vốn giải ngân từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là 74.477 tỷ đồng. Đến nay, vẫn còn 41 bộ cơ quan trung ương, 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình. Số vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương phải giải ngân trong 2 tháng cuối của năm 2023 theo kế hoạch là rất lớn, khoảng 300.000 tỷ đồng. Hôm nay kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tất cả các trường tại thành phố Cần Thơ đều tổ chức ngày lễ trọng đại tôn vinh thầy cô, những người đã dìu dắt các em học sinh nên người. Phóng viên Anh Đào sẽ gửi đến quý khán giả không khí tại các trường vào sáng nay. Trước công trường sáng nay có rất nhiều quà. Đây cũng là một trong những món quà mà học sinh dành tặng cho quý thầy cô đáng kính của mình trong ngày đặc biệt này. Với những bông quà được trao tận tay như một lời cảm ơn như thế này khiến người thầy người cô thêm ấm áp. Đáng quý hơn hôm nay, không ít học sinh cũ nhớ đến thầy cô về thăm lại trường. Năm nay, chủ trương của thành phố Cần Thơ là tổ chức lễ đơn giản nhưng vẫn đủ để học sinh hiểu được ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Qua đó, thêm yêu và gắn bó với ngôi trường mình đang theo học, đồng thời khơi dậy trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, lòng yêu nghề mến trẻ. Từ những ngày trước, thành phố cũng đã tổ chức đoàn thăm hỏi thầy giáo, cô giáo, nhà giáo lão thành, nhà giáo đã về hưu. Ngành giáo dục cũng là thông báo là không nhận quà. Thì cái kinh phí để mua qua tặng thì cũng rất là nhiều, nhưng mà trưng bày một hai ngày thì nó đã tàn rồi, cho nên ngành giáo dục thì động viên là dùng kinh phí đó để mua quà thăm viếng thầy cô về hưu, cũng như là trao học bổng giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thì nó có ý nghĩa là thiết thực hơn. Tùy vào điều kiện, từng trường tại thành phố Cần Thơ còn tổ chức các hoạt động phong trào thi đua phù hợp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam như phong trào thi đua dạy tốt học tốt, hội thi làm báo tường, hội thi giai điệu tuổi hồng, tổ chức các giải thể thao và các trò chơi dân gian. Xã hội thường ví người thầy người cô như cha mẹ thứ hai, luôn mẫu mực yêu thương học trò. Và thầy Nguyễn Nhật Tân, một giáo viên dạy mỹ thuật ở trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1, thành phố Cần Thơ là người như thế. Vì những học trò nghèo, ngoài giờ đứng lớp, thầy Tân không ngại bán từng tờ giấy số. Tiền kiếm được, thầy dành hết cho việc mua tập sách, quần áo tặng học trò, đôi khi là quà, cho dù bản thân cũng chẳng mấy khá giả. Mười giấy số xếp qua mỗi năm. Thay chiếc áo chỉnh chu, thầy Tân lật đật dạo quanh, bán cho xong mớ giấy số lấy từ sáng. Hai năm nay, ngày nào của thầy Tân cũng vậy. Có những hôm về nhà thật muộn, mệt lả cả người. Thế mà người thầy này chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc bán giấy số, lấy tiền giúp đỡ học sinh. Bởi hơn ai hết, thầy Tân hiểu quê mình còn lắm học trò gặp khó khăn. Mới đầu tiên thì mình cũng có ngại. Nhưng mà vì là cái hoàn cảnh của mấy cô chú quá khó đi, rồi mình quên đi cái ngại của cái người thầy giáo. Giờ đây, hình ảnh người thầy bán giấy số đã trở nên quá quen thuộc với người dân Phong Điền. Không những ủng hộ, nhiều người còn chung tay cùng thầy Tân chăm lo cho học trò nghèo và cả những gia đình đặc biệt khó khăn. Như vậy mà ngày càng có nhiều gia đình như bà Thiện được hỗ trợ qua cơn hoạn nạn. Tôi cũng cảm ơn thầy Tân lắm ạ. Hồi lúc mổ hồ sơ, rồi cái thầy Tân lên đài cho tôi được
mới trường để đi mổ này kia rồi tiền này đằng kia cũng giúp nhiều lắm cô ơi. Gạo thóc rồi thầy Tân cũng đem về cho tôi này kia. Trong thời gian tới đó thì sở chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa nhà cho thầy để thầy có thêm cái điều kiện ổn định cái cuộc sống là của mình để tiếp tục cống hiến. Ngoài chăm lo vật chất cho học sinh và những gia đình khó khăn, thầy Tân hơn 10 năm qua cùng với những người bạn của mình đã giá không biết bao nhiêu ổ gà trên nhiều tuyến đường nông thôn, hay chuyển hàng chục tấn rau gửi đến các bệnh viện, khu cách ly trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Đó là chưa kể những cuốc xe miễn phí cho bà con đi trị bệnh. Không chỉ giúp đời giúp người mà qua những việc đã làm, thầy muốn là tấm gương cho trò về tinh thần san sẻ yêu thương. Mà thầy chỉ muốn là các con sẽ giúp lại các hoàn cảnh khó khăn sau này để mà giống như thầy đã giúp đỡ cho các con. Đó là cái niềm mong ước của cái người thầy hiện tại bây giờ. Nghề giáo là một trong những nghề cao quý nhất. Vào ngày 20 tháng 11, dù ở đâu, các thế hệ học sinh lòng vẫn luôn hướng về những người cô, người thầy của mình. Trước đây khi kinh tế đất nước còn khó khăn, vào mỗi dịp 20 tháng 11, học trò thường viết thơ, hái hoa ở vườn nhà để tặng thầy cô. Nhưng mà nay đã khác, để thể hiện lòng biết ơn cũng có nhiều cách dễ dàng hơn. Và cùng nhau làm báo tường, vẽ tranh hay là làm thiệp tay là ba trong số đó. Đây không đơn thuần là hoạt động gắn kết mà qua đây học trò còn nhận ra nhiều điều đáng quý hơn. Cẩn thận từng nét vẽ, nắn nót từng chữ viết. Các học trò gửi vào đây những tình cảm thân thương và sự trân trọng dành cho thầy cô thân yêu của mình. Chưa hết, học trò còn làm thơ về thầy cô như một cách in sâu hơn hình ảnh thân thương vào ký ức của mình. Thầy cô chỉ bảo học sinh vâng lời, học tốt môn sinh vui cùng cô Hạnh. Acid 3G gặp cô Anh Hóa, nói dây điện phải hỏi nhẹ nhàng. Vũ Giang không có vì có nhất nào. Nhưng ngày 20 tháng 11 thì con muốn để lại những cái kỷ niệm, những cái lời chúc tốt đẹp đến thầy cô. Nên là con nghĩ ra cách làm bài bè này. Và con cũng muốn thầy cô đọc được cái bài thơ sẽ thấy vui hơn. Không thiếu những bài văn hay, những lời thơ gần gũi và cả những khoảnh khắc đáng yêu của thầy cô trên tờ báo tường này. Đây là cô chủ nhiệm của lớp em khi mà lớp em có lần thứ hai đạt được chi đội xuất sắc trong tuần. Viết về bạn, viết về bè với thầy cô thì đây cũng là cái dịp để ôn lại cái khi có học ở nhà trường, và biết đâu đó thời gian khi không còn ở mái trường nữa thì các bạn vẫn nhớ về trường với thầy cô qua những cái tập san báo tường mà còn lưu lại ở nhà trường hôm nay. Không chỉ có làm báo tường, học sinh còn tự tay làm thiệp chúc mừng và cả vẽ tranh để dành tặng cho thầy cô. Qua đây, các hoạt động không còn đơn thuần chỉ là chào mừng ngày nhà giáo, mà còn giúp học trò có cơ hội làm việc nhóm, gắn kết thêm tình bạn bè và nhận ra nhiều bài học giá trị khác. Hàng năm thì những học sinh sẽ mua những cái bó hoa để tặng cho thầy cô. Thì là khi lúc đó thì mình sẽ dành cho thầy cô những cái lời chúc tốt đẹp, thì là chỉ là những lời chúc cái lúc đó. Thì sau này nếu mà như mình làm thiệp á, thì mình sẽ ghi vào những lời chúc và những tờ giấy. Thì sau này khi mà những thầy cô nhìn lại thì sẽ nhớ về những học trò ngày xưa của mình nhiều hơn. Năm ngoái á, thì thay vì mình làm cái này thì mình mua mấy cái bông để tặng thầy cô. Thì á, như vậy thấy cũng bình thường á. Thay vì mình làm mấy cái công sức của mình á, mình làm để mình tặng thầy cô thấy nó có ý nghĩa hơn. Gửi hết tâm tư và tình cảm của mình vào tờ báo tường, tấm thiệp. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà học trò mong chờ nhất, đó là những nụ cười của người cô, người thầy. Mái tóc này bao năm đã bạc vì bụi phấn, hôm nay trong khoảnh khắc này không khỏi bồi hồi. Mai sao nâng lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tôi còn thơ. Chuyển sang thông tin khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thị Nghĩa vừa ký ban hành hai quyết định đóng cửa hai mỏ khoáng sản cát săn lấp trên địa bàn tỉnh. Đó là mỏ khoáng sản cát săn lấp trên sông Tiền thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự,
Mỏ cát này có diện tích 11,74 hecta, đã cấp cho công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp vào giữa tháng 12 năm 2019. Mục đích đóng cửa là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và bàn giao khu mỏ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, đồng thời phục hồi môi trường khu vực đã khai thác. Tin an ninh trật tự, sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị, cư trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9 năm 2021 đến nay, Nguyễn Hữu Nghị công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Thạnh, sau đó được luân chuyển công tác đến Ủy ban Nhân dân xã Phú Lâm, huyện Phú Tân với chức danh là công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường. Quá trình công tác tại hai đơn vị trên, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, Nghị đã thực hiện hành vi thỏa thuận nhận tiền, bảo lãnh làm cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 người với 12 hồ sơ ở xã Phú Thạnh và 5 người với 5 hồ sơ ở xã Phú Lâm. Sau đó, Nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận, rồi chiếm đoạt tiền của 16 người trên với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Công an huyện Phú Tân khuyến cáo người dân, ai là bị hại của Nguyễn Hữu Nghị thì nhanh chóng đến công an huyện Phú Tân để tố giác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Còn tại Vĩnh Long, một điểm đánh bạc trái phép với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trong vườn dừa thuộc xã Hiếu Nhân, huyện Vũng Liêm vừa bị công an tỉnh triệt xóa. 16 người đang tụ tập đánh bạc trái phép đã bị bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ nhiều tang vật và tổng số tiền hơn 46 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường thuộc các xã và tuyến quốc lộ 63 của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Bị hại của các vụ việc hầu hết là nữ, lưu thông vào ban đêm, đường vắng. Công an đã tổ chức lực lượng mai phục, dây bắt đối tượng. Vào tối ngày 13 tháng 11, chị Hồ Bích Hạnh, ngụ huyện Thới Bình, đến cơ quan công an trình báo về việc chị vừa bị cướp giật tài sản. Theo đó, khi đang chạy xe về nhà, đến đoạn đường vắng thuộc khu vực ấp 2, chị Hạnh bị một đối tượng nam thanh niên chạy từ phía sau ép xe và giật lấy sợi dây chuyền mà chị đang đeo trên cổ. Thấy sợ lắm, rồi là đậu xe, biết cũng như 15 phút là em mới chạy xe được. Hơn một giờ sau, cũng xảy ra một vụ cướp giật dây chuyền tại địa phương này. Bị hại là chị Nguyễn Thị Mộng Nhật, ngụ xã Tân Lộc Bắc. Chỉ trong thời gian tích tắc, tên cướp đã ép xe, giật lấy sợi dây chuyền vàng 18K, có trọng lượng khoảng 4 chỉ. Sự việc xảy ra hết sức nhanh chóng nên khiến chị không kịp trở tay. Tưởng người quen, cái đi tới nó đôn lên mình xíu thì nó giơ tay ngang nó chụp, cái em chụp lên cổ thì dính cái mình đâu có ấy đâu, rồi nó giật luôn. Trước tình hình trên, công an huyện Thới Bình đã huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến. Qua đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Nguyễn Văn Dình, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh. Kiểm tra, lực lượng đã tạm giữ tang vật mà tên này vừa cướp được. Khai thác nhanh, Nguyễn Văn Dình thừa nhận chính là thủ phạm thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền vào tối ngày 13 tháng 11 tại xã Tân Lộc và Tân Lộc Bắc. Ngoài ra, Dình còn thực hiện thêm 4 vụ cướp giật khác trên địa bàn xã Trí Phải và Tân Phú, huyện Thới Bình. Chúng tôi cũng nên cảnh báo với người dân khi ra đường, nhất là những người phụ nữ mà đi tập thể dục và buổi tối hoặc buổi sáng thì nên tổ chức đi nhiều người và có cái ý thức bảo vệ tài sản, và đồng thời là khi ra đường thì cũng đừng nên đeo trang sức có giá trị nhiều để đối tượng nó lợi dụng. Công an huyện Thới Bình thông báo những ai là bị hại trong các vụ cướp giật hãy mạnh dạn đến trình báo với cơ quan công an để được hướng dẫn giúp đỡ. Thông qua các vụ cướp giật tài sản trên đường, người dân, nhất là phụ nữ khi đi ra đường hãy nâng cao cảnh giác, hạn chế đến mức thấp nhất khi vào các tuyến đường vắng một mình, không tạo điều kiện để kẻ xấu thực hiện hành vi phạm tội. Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết. Có vẻ hôm nay là một ngày nắng nhiều, ít mưa, đúng không chị Hồng Quyên? Dạ, xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả. Biểu hiện của một ngày nắng nhiều thì đã thấy rõ khi mà hầu khắp khu vực từ sáng đến giờ hầu như là trời đều ít mây và có nắng. Nắng thì sẽ còn mạnh hơn về trưa và đầu giờ chiều ngày hôm nay, nhất là ở khu vực miền Đông Nam Bộ như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú và Biên Hòa, mức nhiệt 33, 34 độ. Quý vị sẽ cảm giác nóng rõ. Còn ở miền Tây như tại Châu Đốc,
Vĩnh Long, Mỹ Tho, Trà Vinh cũng lên tới mức là 33 độ. Còn Cần Thơ và các nơi khác phổ biến là 31, 32 độ. Về chiều tối thì mưa chỉ xảy ra vài nơi và cũng không đáng kể. Trời nóng, khi mà làm việc thì chúng ta sẽ nhanh bị mất sức hơn hay là bị đổ mồ hôi. Bởi vậy, quý vị hãy lưu ý là cần bổ sung nước uống và chất điện giải cho cơ thể. Hãy chọn những trang phục thật là rộng rãi và có những chất liệu thấm hút mồ hôi để có thể thoải mái hơn trong quá trình vận động. Còn đối với thành phố Phú Quốc trong ngày hôm nay thì trời có nắng và đang xen cùng với những khoảng mây, mức nhiệt vừa phải khoảng 31 độ. Có thể nói đây là một nơi mà có thể tiết dễ chịu nhất ở trong khu vực. Nắng thì duy trì cho đến chiều và mưa về chiều tối khả năng có thể xảy ra nhưng mà chỉ thấp mà thôi. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển ven bờ Nam Bộ đáng chú ý là mưa vẫn có thể xảy ra trong ngày hôm nay, kèm theo đó là còn có thể có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 3 đến 5 mét biển động. Với cấp sóng và cấp gió như vậy thì các tàu khai thác ở trên vùng biển này cũng như là các tàu du lịch cần phải lưu ý để điều chỉnh lịch trình hoạt động sao cho phù hợp. Quý khán giả thân mến, tại quận Ô Môn của thành phố Cần Thơ có một cô giáo mỹ thuật có tình yêu đặc biệt với các loài hoa. Không giống như bao người trồng hoa từ đất, cô Trần Phạm Phương Dung, giáo viên trường trung học cơ sở Thới Hòa, quận Ô Môn đã cho hoa khoe sắc thắm từ những miếng giải dụng vô hồn. Vải nhung này thì chúng ta có thể làm là mẫu hoa hồng nè. Vải tơ ống như thế này thì chúng ta có thể làm những cái mẫu hoa sáng tạo. Vải mà chúng ta may quần áo còn thừa đó thì chúng ta vẫn có thể tận dụng được. Vâng, quý khán giả biết không? Ngoài giải nguyên liệu thì người theo nghề làm hoa giải thủ công còn phải trang bị cho mình những dụng cụ khác nữa như là màu nhuộm, keo dán, hạt cườm trang trí, kéo, cọ và đặc biệt là phải có bộ tạo nhiệt để tạo dáng cho từng cánh hoa, từng loại hoa. Công đoạn khó nhất là công đoạn nhuộm màu và tạo dáng cánh hoa, vì làm sao mà chúng ta phải thổi hồn cho hoa của mình nghệ thuật nhất. Mình có thầy dạy nghề không ạ? Mình thì tự học thôi, nhưng bên cạnh đó thì mình vẫn có tham khảo thêm của những nghệ nhân nước ngoài. Bao lâu thì xong một sản phẩm? Tầm 5-6 giờ đồng hồ thì có thể hoàn thành một sản phẩm. Khó khăn nhất của ngày đầu là gì, cô có nhớ không? Khó khăn nhất ngày đầu là bộ nhiệt không biết cách sử dụng nè. Nó nóng quá có khi là bị phỏng, rồi có khi nó lại bị là cháy vải nữa. Vâng, thưa quý khán giả, và bằng tình yêu nghề thì cô Phương Dung đã thành nghề. Không những vậy mà cô còn tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm nhuộm vải, kinh nghiệm phối màu, kinh nghiệm tạo dáng. Và tất cả đó đã tổng hợp lại để những lớp vải vô tri trở thành một tác phẩm có hồn hút mắt người xem. Và đến ngày hôm nay thì cô Phương Dung đã tự tin để có thể trình làng hàng chục sản phẩm khác nhau, độc đáo và độc bản. Thường thì mình sẽ kết nối thông qua nền tảng mạng xã hội là Facebook và Zalo á. Mình sẽ quay những cái bài hướng dẫn chia sẻ để cho học viên cùng xem. Mình cũng rất là muốn lan tỏa và cũng như bảo tồn được cái nét đẹp của làm hoa vải thủ công đã có ở Việt Nam rất là lâu. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn sáng tạo thêm những cái tranh hoa vải nghệ thuật và những cái hoa để cắm bình. Được sáng tạo và được làm công việc mình yêu thích, đó là hạnh phúc. Sáng tạo có lẽ không chỉ là một niềm hạnh phúc, mà sáng tạo đó còn là một cách để lan tỏa tình yêu cái đẹp đến với tất cả mọi người trong cuộc sống này. Và theo tôi, giá trị tinh thần mà một sản phẩm hoa thủ công mang tới, nó không chỉ làm cho bộ trang phục của chúng ta trở nên tinh tế hơn, mà còn khiến cho người đối diện cảm thấy vui vẻ, thư giãn khi mà được ngắm nhìn những sản phẩm đẹp. Sự tinh tế trong từng sản phẩm đã khiến cho nhiều người yêu thích hơn bộ môn hoa giải thủ công. Thông qua mạng xã hội, cô Phương Dung cũng đã chia sẻ niềm đam mê của mình với những người có tâm hồn đồng điệu. Không những vậy, cô còn đem bộ môn nghệ thuật làm hoa giải thủ công vào lớp học, trực tiếp hướng dẫn học trò của mình làm hoa như là một cách thử nghiệm. Mỗi ngày, cô đều sáng tạo thêm nhiều mẫu mới, thực hiện học đi đôi với hành, gia tăng thu nhập từ chính niềm đam mê. Trước khi kết thúc chương trình miền Tây hôm nay, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi đến quý khán giả, quý thầy cô ngàn lời chúc tốt đẹp, chúc những người lái đò luôn vững tay chèo, vững tin trên con đường vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Đến đây chương trình xin được kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.